Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọng. Và trên bàn mình đây chính là V3. Tuy nhiên không phải VT3 mà là Realme V3 các bạn ạ. Một cái mẫu smartphone mà thực sự mới ra mắt ngay thời điểm tháng 9 gần đây thôi. Nhờ mình vẫn là người trên tay sau các bạn ạ. Cay thế đấy. Nhờ không sao, chúng ta hãy cùng nói về những điểm thú vị khác nhá. Và đặc biệt hơn, mức giá chỉ khoảng tầm 3,9 triệu thôi. Nhưng mà nó đã có gì? Một con chip sản xuất trên tiến trình 7 nanomet các bạn nhá. 7 nanomet. Dĩ nhiên là nó sẽ ngang ngửa với những mẫu máy smartphone đầu tiên như iPhone 11 Pro Max hay iPhone 11 Pro vân vân, và những con chip cùng tiến trình 7 nanomet khác. Trong khi đó mức giá chỉ là hơn 3 triệu, chính xác là 3,9 triệu thôi. Đấy. Và hôm nay thì chúng ta hãy cùng mở hộp trên tay sản phẩm này xem nó có gì thú vị nhá. Và thực sự là mình đang kỳ vọng cái con chip Dimensity 720 5G này nó sẽ có rất nhiều điều thú vị. Và chú ý một điều, đây là con chip có 5G nhá. Nhờ 5G tại thị trường Trung Quốc, còn tại thị trường Việt Nam là có hay không thì mình chưa rõ. Còn bây giờ bắt đầu rồi. Đầu tiên ấy, về cơ bản trong hộp thì chúng ta cũng sẽ có những cái quen thuộc mà mình chưa mở ra mình biết. Các bạn sẽ có gì? Một cục sạc. Và ở đây ấy, sạc rất là to, gọi là to vãi chưởng luôn. Và cái cục sạc này sẽ có nguồn ra là 18W, có thể gọi là sạc nhanh ấy. Tiếp theo thì các bạn sẽ có một cái sợi dây cáp sạc. Và sợi dây cáp sạc này ấy, nó sẽ là Type-C các bạn nhá. Và dĩ nhiên rồi, các bạn dù có tìm mỏi mắt cũng sẽ không có cái tai nghe 3.5mm đâu, mà bây giờ họ chuyển hết sang tai nghe không dây rồi, kiểu người ta họ tân tiến họ thế. Những loại tai nghe hiện tại ấy, không dây nó chỉ có khoảng tầm vài 300.000 thôi, nên là đây là một cách để cắt giảm, nói chung là tiết kiệm chi phí thôi đấy, chứ nó cũng chẳng có gì đâu. Và ở đây ấy, thì các bạn sẽ có một cái ốp, và tất nhiên đây là cái độ ốp bình thường rồi. Và nhìn qua cái ốp này thì bạn thấy gì? Một cái chữ đục màu trắng ở sau này. Còn đây tất nhiên vị trí này sẽ là vị trí cảm biến vân tay rồi. Còn cái cụm camera, nhìn vào cái ốp này chắc chắn cái cụm camera nó sẽ là hình vuông. Và đây sẽ là cái màn hình của em Realme V3 mình đang muốn giới thiệu các bạn. Một cái màn hình giọt nước cũng như là cái phần viền dưới nó tương đối dày đây. Tất nhiên là chúng ta có thể đòi hỏi một cái mẫu smartphone giá rẻ, viền nó mỏng sexy được. Còn đấy là mặt trước nhá. Mặt sau ấy thì chúng ta sẽ có những thông số ở đây. Ví dụ cụm 3 camera mình đã nói rồi, cảm biến vân tay. Tuy nhiên ấy thì cái phần mặt lưng này nó không được làm nhám được các bạn nhá. Mà chú ý ở đây đó chính là nó sẽ lắm bóng. Nhưng mà họa tiết của nó là họa tiết dạng sọc kẻ, nhìn nó khá là bắt mắt đấy. Nhìn nó tưởng là sần nhưng mà lại không phải sần các bạn, thực ra nó là làm trơn. Đấy, các bạn chú ý nhá, với những mẫu máy như này thì mình khuyên các bạn đó chính là chúng ta nên đeo ốp vào. Đấy, đeo ốp thì nó mới đảm bảo được. Còn bây giờ chúng ta hãy quay lại phần mặt trước nhá. Và đây ấy, thì các bạn sẽ có một cái màn hình kích thước là 6,5 inch. Cũng như là độ phân giải của nó sẽ chỉ là HD Plus mà thôi. Mật độ điểm ảnh sẽ là 270 ppi. Tuy nhiên mình nhận ra một điều, đó chính là màn hình của em này nó đẹp hơn khá nhiều so với những em mình từng trải nghiệm của Realme mà cũng là màn hình HD Plus. Ví dụ như kiểu mấy em Realme 5, Realme 6 hay là Realme 5i gì đấy. Nói chung là màn hình của nó sẽ kém xa em này khá là nhiều ấy. Bởi vì nhìn thực tế, em này nó có một độ mịn nhất định, cũng như là nó không bị rực rỡ hay là màu sắc nó gắt quá. Cũng như là cái phần màu sắc của nó theo mình thấy rằng hiển thị nó khá là ổn. Có thể coi là bản nội địa chăng, nhưng mà nó có một chút tùy chỉnh về phần màn hình cũ thải lắm. Nhưng về cơ bản ấy, thì điểm yếu của em này vẫn sẽ là màn hình độ phân giải chỉ HD mà thôi. Nói chung là cũng tạm thời chấp nhận. Đây có lẽ là một cái yếu tố để bù đắp cho việc nó có 5G đấy. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đi đến phần thông số cấu hình nhá. Cụ thể thì em Realme V3 5G này sẽ sử dụng một chip đó chính là Dimensity 720. Tuy nhiên đây là 5G nhá. Và cái phiên bản mình đang có đây sẽ là 6GB RAM và 64GB bộ trong. Mã máy sẽ là RMX 2200. Đấy. Về cơ bản thì mình thấy rằng đây là con chip mới và nó sẽ dựa trên cái tiến trình 7 nanomet với 8 nhân, trong đó ấy thì sẽ có 2 nhân xung nhịp 2GHz là Cortex A76 cũng như là 6 nhân Cortex A55. Đấy, cơ bản là vậy. Và cá nhân mình thấy thì cái điểm số của nó cực kỳ là cao các bạn nhá. Cái điểm số của nó phải gọi là mắc bêu luôn. Các bạn nhìn thấy đây. Các bạn thấy không? 287.000 điểm, gần 300 điểm. Cái điểm số này nó sẽ ngang ngửa với những con chip đầu 7. Theo mình nhớ không nhầm là nó sẽ cứ khoảng tầm là 765 gì đấy. Cơ bản là vậy. Nhưng thực sự đây là một cái điểm số rất là cao với một con chip tầm giá. Nó chỉ khoảng tầm là 4 triệu mà thôi. Ui. Và cái yếu tố nhiệt độ các bạn thấy không? Nhiệt độ của nó sẽ chỉ xung quanh cái tầm là 35 hoặc là 34 độ mà thôi. Thực sự là một cái yếu tố nhiệt độ theo mình thấy rất là tốt. Khi mà chúng ta thực hiện một cái bài test như thế này, cái nhiệt độ của nó thì không tăng quá nhiều trong quá trình các bạn sử dụng. Và tất nhiên nếu mà bạn nào muốn sở hữu một con chip tiến trình 7 nanomet mà mức giá nó lại rẻ thì rõ ràng Realme V3 5G trên một sự chọn tốt dành cho bạn. Và cảm ơn cửa hàng Mimedia đã cho mình mượn cái mẫu máy Realme V3 để thực hiện bài trên tay này nhá. Và sắp tới thì mình sẽ thực hiện những cái bài test, nói chung là test sâu hơn về phần hiệu năng để xem là liệu cái con chip tiến trình 7 nanomet này nó có cho hiệu năng thực sự là tốt ở cái phần đó chính là cái điểm số như mà nó đã thể hiện hay không. Bây giờ chúng ta hãy cùng nói về những cái phần khác. Đấy. Cụ thể tất nhiên mình đã chấm qua một điểm đó chính là Geekbench rồi. Và cái điểm Geekbench của nó thực sự cũng là mình bất ngờ các bạn ạ. Bất ngờ khi mà điểm số của nó cao nhá. Thực sự đây không phải một điểm số thấp đâu, khi mà điểm đơn nhân của nó lên 500 điểm, còn điểm đa nhân thì là 1600 điểm. Nếu mà so sánh ấy, thì theo mình nghĩ rằng nó cũng sẽ phải ngang ngửa những con chip đầu 7. Có thể coi là ít nhất của nó ấy, thì cũng phải tầm 720G đấy. Còn bây giờ thì bắt đầu sang những yếu tố khác thôi. Đấy, mình sẽ nói sơ qua một chút về phần camera. Thì cụ thể ở đây các bạn sẽ có 3 ống kính với độ phân giải lần lượt là 13, 2 và 2 megapixel. Tất nhiên thì chúng ta cũng không thể quá kỳ vọng ở cụm camera này, nhưng mình thấy rằng chất lượng hình ảnh nói chung là cũng gọi là tạm ổn thôi, khi mà các bạn vẫn sẽ có những chế độ như kiểu là đêm này, sau đó là chân zoom các thứ vân vân. Và chúng ta có thể zoom ở những cái mức như là 1x, 2x, sau 5x. Ô, chi tiết được phết các bạn ạ. 5x này, để mức 5x mà chúng ta vẫn có thể một chi tiết theo mình thấy là khá là ổn ở cái mẫu sản phẩm này. Còn các bạn sẽ có một cụm camera trước với độ phân giải là 8 pixel. Theo mình thấy thì cụm camera này quá đẹp luôn. Ý mình là mặt mình sau khi được làm đẹp nhá. Còn về các bản thì khả năng làm đẹp của Realme thực sự là nó cũng rất là bá đạo luôn, khi mà cái cụm camera của nó áp dụng như thuật toán làm mờ này. Mặt mình vẫn có chi tiết nhưng mà mình thấy rằng ấy nó không bị giả quá. Và cuối cùng chính là về dung lượng pin. Thì ở đây các bạn sẽ có dung lượng pin là 5000 mAh. Đây có thể coi là một trong những điểm mạnh của những cái mẫu máy Realme. Dung lượng pin ấy thực sự rất là trâu, 5000 mAh, và đảm bảo rằng các bạn ấy thực sự là dùng phải hơn một ngày mới hết được viên pin này, chứ khó lòng mà có thể gọi là cày hết viên pin này trong một ngày được. Các bạn chơi game liên tục ấy, nói chung là sấp mặt lờ luôn. À, thêm một điều nữa dành cho bạn nào đỡ tò mò, đó chính là với con chip Dimensity 720 này thì các bạn sẽ chỉ chơi mức đồ họa đó chính là HD và cao thôi, hoặc là chúng ta sẽ chơi mượt và cực cao, chứ không thể đẩy lên được mức cao hơn như kiểu mấy con chip khác của Mediatek chẳng hạn. Đây có thể coi là một điểm mà mình thấy nó khá giống nhau giữa những con chip như kiểu Dimensity 820 hay là Mediatek 1000 Plus đấy. Thì đấy, những con chip này cấu hình của nó mặc dù tốt, điểm số ra tốt, và qua những bài test mình thấy rằng nó khá là ổn, nhưng mà ở những cái mức chơi game ấy có vẻ như rằng nó chưa được tối ưu. Thành ra cái hiệu năng của nó ấy, cũng như là cái mức setup game của nó chưa thực sự là cao. Có lẽ là với tựa game PUBG Mobile chúng ta sẽ phải nhờ đến một phần mềm đó chính là GameTune. Về cơ bản đó là những gì mình muốn giới thiệu bạn về cái mẫu máy Realme V3 5G này. Một trong những cái mẫu smartphone có thể coi là rẻ nhất ở phần 5G nhá, nhưng mà đây 5G ở thị trường Trung Quốc, và cũng là một trong những mẫu smartphone sở hữu con chip tiến trình 7 nanomet rẻ nhất. Có thể tầm giá nó chỉ còn tầm chưa đến 4 triệu mà thôi, một chip mà đã sánh ngang với những mẫu flagship rồi. Nói về tiến trình thôi nha, chứ không các bạn bảo mình chi trá. Đấy, với các bạn là vậy. Hôm sau mình sẽ gửi bạn một cái bài đánh giá nó chi tiết hơn về phần hiệu năng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp bạn trong các video sau. Và thêm một lần nữa thì mình cảm ơn cửa hàng Mimedia đã cho mình mượn cái mẫu máy này để thực hiện bài trên tay nhá. Với các bạn mình thấy rằng cảm giác cầm nắm của nó cũng khá là ổn các bạn ạ. Nhưng mà cái phần mặt lưng của nó là bằng nhựa trơn, mình không thích cho lắm. Còn ở đây thì chúng ta vẫn sẽ có những cái như kiểu là cổng sạc tai C, jack 3.5mm, mic, loa. Nói chung là cũng không có gì đặc biệt lắm. Cá nhân mình thấy là vậy về phần ngoại thất.